tiểu sử của con này mình cũng đọc rồi. Của nó là chả biết là ngày bao nhiêu ấy, là tháng mấy ấy, sinh năm 2003. Ông đấy đông quá nhỉ. Đông quá. Hiện tại cơm no rượu say, anh em lại đi suối tiếp. Làm cái ông chịu ấy. Làm nào mà. Ôi trời ơi, mỏi hết cả đầu gối. Hải đâu út? Sóc quán thật. Chào các bạn nha. Sau khi mà ăn cơm tối xong các bạn, anh em bọn mình có ngồi nghỉ ngơi cho nó xuôi cơm đi một chút đi các bạn. Bây giờ là bọn mình lại từ lán quay trở xuống. Bây giờ là đang đi xuống đây. Đi xuống cái đầu nguồn của con suối này. Và một đích như hôm nay bọn mình đi bắt con nòng nọc các bạn ạ. À, tập phim hôm trước ấy là mình có đi bắt cái con ếch ếch cóc ấy, thì thấy rằng là ở cái ngọn chuối này nó có rất nhiều cái con nòng nọc, và cái con này thì nó ăn được. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dẫn các bạn trải nghiệm bắt cái con nòng nọc đấy để về chế biến và cùng thưởng thức nha các bạn nha. Đây, hai anh em đang đến suối đây rồi. Chỗ này có dốc không, người cũng nhảy xuống được không đây? Đây, anh em bọn mình đã đến suối rồi đây. Bây giờ là Hòa sẽ lên trên để đi soi ếch ở trên kia. Còn mình với Út ở dưới sẽ tập trung ở dưới này thôi. Có nhìn thấy gì không Út? Có phải đoạn hôm trước mình đi đây không nhỉ? Bắt được nó cũng không đơn giản đâu các bạn ạ. Khó phê đấy. Còn đấy là loại con nhỏ đúng không? Rồi được rồi đấy, vào đây này. Trước mắt là bắt cái loại nhỏ này đã, thì sau đấy anh em bọn mình sẽ kiếm cái loại to. Bởi vì là cho vào nhá, anh cho vào nhá. Rồi, sự sâu để kiếm được một bát loa cái này mà nấu cháo thì cực kỳ là khó đấy. Nó lao vào rổ nó lại lao ra luôn này. Ê, khổ đấy. Nhanh tay, nhanh tay. Lừa từng ít một. Nhỏ, loại nhỏ. Úi. Nhỏ đấy. To chứ. Con này to lắm này. Đây này, trên cái lá đìa phải rồi. Bỏ cái lá đang nổi ấy. Đấy, nó nằm đấy. Lừa thôi. Phải lừa thôi các bạn ạ, chứ không, không đơn giản. Ui, con nó to thế này. Úi này. Mày nhìn thấy không? Ba con ở một chỗ này. Nào. Đây gì đấy? Chỗ anh soi đây. Xem Út có lừa được pha này không? Ui. Ba con. Ba con lúc rồi. Thực tiền bắt mãi đâu, phải có kinh nghiệm chứ. Ôi, đừng có đạp xuống đây nó đục rồi. Có làm đâu. Đây này các bạn này. Nó rút ở đây này. Đấy, Út nhìn thấy con này không? Liệu có vào không?
tiền rổ rồi. Lên rồi, lên đi. Rồi. Có mẹo là vẫn được thôi. Thêm một em nữa rồi. Đây. Này. Vừa bới mới ra nó. Nhìn thấy không? Đâu. Vướng cái lá này vào nhá. Ôi giời, đấy. Có thế. Không được. Đây này, đây được rồi. Mày quá các bạn. Ừ, trong cái khe này này. Thấy mấy con giúp vào đấy. Điền nào mất rồi. Không được. Toàn tôm gì ấy. Ăn nổi nó. Đâu rồi? Vẫn còn đây. Kít kít hẳn vào trong rồi. Ôi. Ra. Ra rồi. Còn ăn phết chứ không bữa nào đúng không? Ăn đêm ăn. Đây đây. Ui, chỗ này hai con to lắm này. Ui này. Lấy, lấy đưa. Mấy, tại đây rồi. Đây vẫn còn đây gì? Úi, được hai em luôn. Thấy người là nó rút luôn. Chính tao cái loại to, to to bụng là nó còn dại hơn hay sao ấy nhỉ? Hết cái loại nhỏ rồi. Còn thấy nó nhanh hơn các bạn ạ. Tiếp tép đây còn gì nhỉ? Anh em bọn mình đang tìm con ếch cóc ạ. Nhưng chỗ này nó nhỉ? Bó tay thật con này, kêu ngay đây mà không nhìn thấy luôn. Đấy, trong hầm đá. Không biết, chắc là nó trong hầm đá. Không có, anh xem này. Kệ, tí quay xuống bắt. Trên này là bắt con nồng nọc đã. Mình đi khỏi có khi nó lại kêu ấy. Bậy lắm. Đủ to nha. Toàn ruột. Ủa, toàn ruột. Bọn này nó ở sạch chứ nhỉ? Ừ. Bạn ở suối sạch. Đấy, chờ. Còn đồng nọc này các bạn. Toàn suối sạch nó mới ở mà. Nó ăn chắc nó ăn sạch thôi. Đây nó không còn gì. Thôi để nó đi con ơi. Chạy vào đây. Con này to đấy. Ôi giời. Con này khác à? Nó đây nó chưa bọc chân nhỉ? Mặc rồi. Thay chân xong rồi. Dạ. Đây là mặc hai chân sau rồi. Chân trước đang xa mập. Chỉ có ăn cái đuôi của nó. Hay rồi. Nó ăn thì không phải lo hóc rồi.
con loại nhỏ như này. Đâu rồi? Đây. Đây con đây. Bắt lên đâu con này. Đây này. Nhìn thấy không? Nhỏ hơn còn miếng mà. Nó ngọt. Trời thế. Đây lấy là bắt luôn. Con cho cụt đuôi này. Được không? Đấy. À đây ra con này ra cho nó bóp cho nó. Cái chân rồi. Ừ. Đây rồi. Lúc nào nó phải cắn cái đuôi nó đi cơ. Nó tự cụt. Đây gì? Ừ. Lên bờ, lên bờ. Ui được luôn. À, để xem con này. Con này là ăn nó. Ui nó thế nhỉ các bạn nhỉ. Ăn ruột đây này. Ui nhỉ. Mồm. Đuôi nó thế nào? Con này đây. Đó, nhìn như kiểu là cái ui. Đầu to hơn người nhỉ. Người có một con này. Thế thôi. Êm rồi đấy. Con này không bắt thì phí các bạn. À nhưng mà bẻ lấy cả càng cũng đây. Cũng đây. Bẻ thôi nhưng mà lấy càng. Tại vì là bọn mình đúc chung vào cái túi của cái con nồng nọc. Cho nên là phải bẻ cái càng nó đi. Úi cũng không bẻ cho nó đứt đâu. Để cho nó khỏi cắp này. Tay liệt cơ. Còn cắp được không? Kẹp được. Vẫn cắp được à? À da. Này mà vẫn còn cơ để giật á. Nó giật là nó giật cái đoạn ấy thôi. Cho đứt hẳn đi. Rồi. Cái này tha các bạn. Bọn mình đi quay lên thôi. Sâu lắm, chỗ này phải mấy trăm mét đấy. Rơi rồi. Nó vực rồi. Nhìn thấy gì đâu. Máng nữa, nữa. Cũng khá đúng không? Con. Ngọt là được rồi. Về đồng chí Hòa đã xuống đây rồi. Giờ anh em sẽ tập trung bắt làm sao đấy được ngọt cháo là được mà. Giờ mình có cái chỗ nào bị bắn như vậy. Con này đang ăn cái gì các bạn? Đây. Đó. Đây. Nó mõm mình. Ừ. Đó vậy con nó có đường ấy chứ. Nó có đường tắt. Ui, con to thế anh ơi. Ui, con này cũng to này. Cầm lấy nhá. Ừ. Ô, cầm con đây đâu có để bắt con đây luôn. Ừ. Tay bắt con này xem có được không? Lâu. Thôi, bắt đầu. Đang con này. Ừ. Ừ. Thôi. Nó chết được. Chết được con đấy ạ. Đâu rồi? Đây. Bắt. Đây vẫn còn đây này. Đâu rồi bà? Ấn đây, nhờ, đây, ấn đây. Vào nó cho bà. Đây. Còn nãy em ấn chân thân mát. Cứ bắn nào đi. Cứ nó chụp con này luôn đi. Con này ấn ra rồi. Con đâu mà ấn đơ rồi. Vẫn chưa đờ đâu, à, đây vỡ ruột. Vỡ ruột rồi vẫn chạy cả. Bảy tỉa. Ồ trong này thật đi. Vỡ luôn à? Vỡ luôn à? Đó. Úi, ra rồi. Ra rồi. Đừng. Đó,
đây 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 đây. Không phải, con này con mới thôi. Đây đây, con cũ đây này. Đây 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 này. Bắt cho nhanh. Không trúng nó luôn đấy. Thẳng chặn nó luôn rồi. Ừ. Đâu rồi? Chạy hết rồi. Còn con đây này. Còn con em này. Đây đây. Đấy, bắt. Con này đâu rồi? Con này con mới chứ làm gì phải con cũng thế đâu. Con này nó ăn rất là sạch luôn đấy. Nó ăn sạch và nó đẻ cũng sạch. Nước trong như này nó mới đẻ mà. Toàn ở chỗ sạch thôi. Sợ không bắt được. Chạy luôn đúng không? Chạy luôn rồi. Loại đấy còn dễ bắt nha, đấy. Cái loại mà nó có chân rồi nó nhanh lắm. Loại đấy nó còn như kiểu là mới lớn ấy, nó còn dại ấy. Hai con này. Gỡ từng ít rồi. Chúng được 30 con đấy thôi. Ủi, 3-4 con thôi à. Ủa, có con có chân rồi đấy này, mày nhìn thấy không? Đây này, đây này. Con có chân chanh to dưới này này. Ngay chỗ tay hóa kìa. Đây. Lừa như kiểu là lừa gì ấy nhỉ. Được rồi. Chạy bây giờ. Được. Ôi giời em ơi. Con này là con đã có chân mất rồi. Cái này này không có tí nào xương luôn đấy. Corona hay làm sao ấy. Ho hát xì à. Còn con ở tay ấy mà. Biết gì, đấy rồi. Hai em một lúc đấy. Rồi vào rồi, lên máng đi. Chứ không dùng sức mà phải là bằng biện pháp lừa mới bắt được nó. Bắt ở nước sạch. Toàn là nước sạch thôi mà. Nước sạch nó uống ta đã. Rồi bây giờ về nha các bạn nhá. Anh em đã có một ít thành quả cái buổi tối hôm nay rồi. Út đang cầm trước, còn đồng chí Hòa này đang bắn một điếu thuốc lào đã. Về để nấu ăn thôi. Đằng nào nhiều hả nhờ? Này đi không cẩn thận lạc, không biết chỗ nào mà về đâu. Chiến trường xưa. Lần này mà trồng ngô thì đúng là phần thì không phải bón một tí nào luôn nhỉ. Phải bón luôn.
Sợ nhỉ. Hơi nhỏ. Cái này nó cứng không? Ủa tới đằng kia mà nó xuyên sang đằng này. Sợ thật đấy. Còn mình về đến nhà rồi các bạn. Bắt được khoảng một bát con, một hai con cua cộng với con nòng nọc rồi. Giờ chuẩn bị gầy bếp để nấu ăn cháo nhá, cháo đêm. Bồi dưỡng những cả ngày nay thôi, bây giờ phải tự thưởng cho mình thôi. Cháo đêm. Cháo đêm đấy. Giống kiểu dưới xuôi đúng không? Đãi đã. Tầm 15-20 phút gì đấy cháo nhừ thì bọn mình sẽ thả con nòng nọc vào các bạn. Nát kỹ rồi nhỉ? Ừ. Nát kỹ luôn. Đấy, để cho tí nữa còn đã. Ui ơi. Ui xèo quá. Đây bây giờ đổ ra cho anh. Đây được có bấy nhiêu các bạn. Út đang rửa. Bắt con cua này luôn. Bơi bị em thui chiều. Các em đang bơi. Ôi da. Cái gì nhỉ? Bị à? Ôi da. Hiện tại đây luôn to lửa. Ngon, ngon chưa? Ngon chưa? Đen cả cháo. Đừng cho nó đặc quá là không ngon. Cháo này. Độ phút nữa là chín rồi đấy. Bây lên kia em cho mắm muối, thái gia vị. Tí nữa phải cho mắm muối ở đây. Nó ngọt cả. Đây, bây giờ mới là cái khâu khó khăn nhất trong các loại khó khăn các bạn. Nếu mà ăn vào cái thìa cái này chẳng có. Thìa thì không có. Đấy, mà ăn vào cái này thì nó là nhựa mà múc cái nóng thì không biết có ổn hay không. Mà không có cái múc thì anh em bọn mình cũng phải múc thôi. múc một lần bia thôi. Múc lần bia. Nguy hiểm quá nhỉ. Ui, có con gì trắng trắng kìa. Múc cái này thì múc được rồi. Bỏng. Múc ra đây được. Nhưng mà lại không biết là ăn kiểu gì, chắc cầm lấy này, này bóp lấy này trong ăn như này thôi. Húp thôi. Đấy, có nghĩa là bóp vào như này. Cháo nóng mà đựng vào cái nhựa này nghe chừng. Để nóng phải ăn đúng không? Nào, muốn có to cho xuống nè. Ăn được, uống được là châu. Ăn không ngủ bạc đầu thành tiên.
Thằng sáng luôn. Thằng hai. Cá trực. Đây, cá trực. Đây mình sẽ hết chỗ này thôi. Nào, mời anh em nhé. Good night. Mời các bạn nha. Ăn cháo đêm cùng anh em bọn mình nhá. Cháo chính xác nó là con cháo của con nồng nọc. Hơi khó. Đây, hơi khó ăn. Nào lên tiếp đi. Mỗi người một cốc thì ai uống xong thì người đấy nghỉ nhá. Út đã thử cháo trước rồi à? À, thử rồi. Thế nào? Đắng ngầm ớt. Có đắng mùi pịa ấy của nó không? Không. Không đắng đâu gì. Ngon đấy. À. Rồi giờ bây giờ đến lượt mình thử nhá. Mỏng lắm. Ít thôi. Bạn cũng một ít thôi nó khó lắm. Và cái này có vẻ là chảy nhựa ra, ăn cả nhựa rồi các bạn ạ. Nhưng mà cũng không biết phải làm sao cả. Là nhà ăn thế này thôi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn mạnh mà. Ăn ấy quá. Ăn từ từ thôi. Cháo thì chỉ dành cho người ốm thôi. Nhưng mà bọn mình thôi. Đâu. Đầu đêm đấy. Cháo đêm đấy. Mời anh em nhá. Làm tí cháo đi. Cháo thử xem. Xuôi thì em 20.000 một bát thì cháo của mình bán 30.000. Gấp đôi chứ. À ngon thế các bạn ơi. Cháo mình là 60.000. Một cảm giác hơi đắng đắng. Một cảm giác hơi gọi là ngọt ngọt. Và thêm một cái cảm giác nữa đó là mùi cái rau mùi các bạn. Đúng không? Chuẩn đúng không? Khó cửa. Mình chưa có tiền không mua được đâu. Có tiền có khi cũng không mua được thật. Mà có tiền có khi cũng chẳng ai mua. Không mua được đi chứ. Ngon thật các bạn ơi. Nhưng mà phải húp thôi. Nên là phải từ từ. Đấy là bảo hôm qua hôm kia là như cái con sâu con đấy. Đúng rồi. Có tiền cũng không mua được các bạn. Đi chăm bói cũng chả có. Anh em là mỗi người hết một bát rồi các bạn. Đấy, đây này. Đổ bát đây này. Trong này lại cho một tí rượu vào. Là đạt đấy. Của mình đây. Hợp khẩu vị quá. Ăn bình tĩnh vì nó rất là nóng không ạ. Với lại cũng rất khó khăn để việc ăn. Rất ngon mà. Nóng quá. Hai nữa là không có cái đồ dùng. Không có gì cả để húp từng ít thôi. Cháo đi. Đồng chí Hoa còn phải xé thêm ớt vào. Ăn cho nó sướng. Để bát ớt nước chấm thì hết rồi. Quá ngon. Và anh em bắt đầu chuyển sang bát cháo thứ hai nhé. Chẳng biết nói thế nào nữa. Bây giờ mà gần mấy giờ sáng rồi quá. Giờ đang gần rồi. Có gần 1 giờ thôi. Vừa gần 1 giờ đó. Thế thôi. Giờ là mẻ thứ 3 của anh em bọn mình nhá. Chuẩn bị là cũng hết nồi cháo rồi các bạn này. Đấy. Hở ở dưới ra rồi. Thôi cái món cháo của bọn mình xin phép là kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. Để anh em ngồi thêm một tí nữa đã. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha các bạn nhé. Mỗi giờ rồi à? Bây giờ thì đang gần 2 giờ sáng rồi. Đó là chim con chim kêu vừa rồi lom giom đấy nhỉ. Trả dần thôi đúng không? Lúc nó to. Năm nay nó dạng thứ 5.